Ok, và hai chào các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stubble Gaming đây. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mod biệt đội Doraemon, Nobita, Giant, Zeko và Suka các bạn ha. Và ngày hôm nay tụi mình đang làm gì ở đây các bạn? Ngày hôm nay á, tụi mình tập trung cái biệt đội này ở đây để chuẩn bị tập kết lại và tấn công cái lũ biệt đội siêu đỏ đội trưởng các bạn ha. Đó, tại sao tụi mình lại tấn công tụi nó? Thì các bạn có nhớ những cái tập trước khi mà tụi nó tổ chức truy bắt Nobita the Killer, Doraemon the Killer, Chen the Killer không các bạn? Đó, đó tụi nó truy bắt tụi mình quá trời luôn, tụi nó hả truy đuổi tụi mình gắt gao luôn các bạn ha. Đó, thì ngày hôm nay tụi mình sẽ quyết định trả thù cho nó các bạn. Ngày hôm nay tụi mình tập kết rất là nhiều súng ống đạn dược ở đây luôn nè. Đó, mình sẽ cho các bạn xem. Ồ, các bạn thấy chưa? Quá trời súng ống đạn dược tụi mình nằm ở đây luôn các bạn ha. Đây đạn dự trữ nè. Đây là áo giáp đồ các kiểu các bạn ha. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Tụi mình đã lấy hết tiền nhìn dụm của tụi mình để bỏ ra mua cái đống này đó các bạn, để trả thù cái mấy cái thằng biệt đội siêu đỏ đội trưởng các bạn ha. Ok các bạn. Thì ngày hôm nay tụi mình đã biết được là tụi nó đang ở đâu rồi. Thì hiện bây giờ tụi nó đang gọi là đây là cái bay của tụi nó luôn á các bạn. Các bạn biết cái bay là cái gì không? Cái bay có nghĩa là cái gọi là cái căn cứ tụi nó. Đó, rất là nhiều đạn dược súng ống ha. Nhưng mà ngày hôm nay tụi mình hả chọn cây MP40 bán xà để gọi là dùng độc chi độc các bạn. Dùng súng của tụi nó qua chơi cho nó luôn, vậy nó mới giữ. Đó. Rồi, xe cộ thì tụi mình đã chuẩn bị sẵn sàng kỹ càng hết rồi. Rồi, đi thôi nào. Doraemon, Giant, Suka, Seiko. Xuống đây. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Xe này là xe tụi mình hả mạ chrome luôn á các bạn. Mạ chrome, mạ nhôm rồi các kiểu luôn, con là điểu luôn. Để chơi cho nó các bạn ha. Tại ngày hôm nay trả thù là phải hả gọi là cho nó đáng các bạn. Rồi, ok là Seiko, nhưng mà tụi mình nghe nói là tụi nó đông lắm các bạn. Cái biệt đội siêu đội trưởng tụi nó đông lắm, cho nên là ngày hôm nay tụi mình phải hết sức cẩn thận các bạn ha. Ở nhà của tụi mình á, từ tuốt ở bên đây nè các bạn, thấy không? Mà tụi mình kéo qua tới bên đây tụi mình tập kết đây nè. Tại vì ở đây là ngôi nhà hoang á, cho nên là người ta không có để ý. Tụi mình có thể là dễ dàng hoạt động trong đây, không có bị gọi là sợ người ta báo công an các bạn ha. Tại vì thường thường ai đó báo công an để nó kêu là tụi mình tập trung đây tàn trữ vũ khí các kiểu á. Đó, tụi mình lên kế hoạch rất là chi tiết các kiểu luôn rồi. Rồi, ok là cô các bạn. Ngày hôm nay là tụi mình phải nhất quyết qua trả thù cho nó thôi. Đây đây các bạn. Đó, rất là gần thôi các bạn. Cái quán cà phê đang nằm ngay trước mặt tụi mình luôn nè. Đó các bạn thấy chưa? Cái quán cà phê này nè. Đó các bạn thấy chưa? Đây có quán cà phê nè. Nhưng mà là do lúc mà tụi nó truy bắt mình á, thì mình là Nobita the Killer các bạn ha. Tụi mình là Nobita the Killer. Còn bây giờ thì mình đã gọi là bỏ cái áo Nobita the Killer rồi. Đó, thằng Doraemon này nó cũng bỏ luôn rồi. Chỉ có thằng Chen này nó không có chịu. Cái thằng Chen này nó kêu là hả mặc cái bộ đồ Chen the Killer này vô cho nó sợ các bạn. Nhưng mà mấy cái thằng siêu đỏ là trưởng này đâu có biết sợ đâu. Mấy này nó lì lắm. Nó đâu có biết sợ đâu ha các bạn ha. Đó, cho nên là mình nghĩ là tụi nó sẽ không có nhận ra mình đâu các bạn. Rồi, nào anh em vô đây. Có cái thằng Seiko đâu rồi? Trời, cái thằng Seiko này sao mày khôn quá vậy? Nhà mày giàu mà mày ngu quá vậy? Hả? Ở đây có cái cửa không đi? Đi leo. Mày chắc cái IQ của mày cũng hả sắp bằng thằng Jen này rồi đó. Rồi, ok. Để mình cướp ở đây đi các bạn. Đó, mình cất súng hết đi ha. Mình cất súng đi. Đó, mình giả bộ là một cái thằng nhóc để mình vô mình dò thám tình hình ở trong cổng coi là như thế nào. Rồi, tất cả người anh em đứng đợi đây nha. Mình vô thôi, đứng đợi đi. Có gì tao chạy ra là nhảy vô chơi liền. Để mình ra mình vô thám thính tình hình coi. Đây nè. Đó, đây là căn cứ cho nó ha. Mỗi lần cho nó hoạt động cái gì là tụi nó hay đi qua đây lắm các bạn. Đó, mới vô tụi mình đã thấy rồi các bạn thấy chưa. Trước mặt mình là cái thằng siêu nhân thiên sứ nè. Rồi, ở đây có thêm thằng hả DK SWAT nữa các bạn. Không, cảnh sát DK nè. DK đặc nhiệm. Còn đây là ai đây? Đây là thiên sứ các bạn. Họ nó đang chơi đánh bắt, đánh hả đua ngựa gì trong chổng kìa.
Ồ cái thằng hả siêu nhân khủng long ngồi tướng nhìn rất là hả bố đời các bạn ha, nó rất là ghê. Ở trong đây còn có thêm hả cái thằng vũ trụ nữa các bạn, với thằng ma tiếng nữa, nó tụi đồng quá các bạn ơi. Giờ là căn cứ tụi nó cho nên là tụi nó tập trung đây rất là đông các bạn ha. Ồ thôi chắc có lẽ là mình đi ra thôi các bạn, đi ra chuẩn bị chơi thôi ha. Này, nhóc, đi đâu đây mày? Ủa rồi đi vô đây tính không ăn uống gì rồi đi ra vậy không vậy hả? Dạ, chào chú. Con chỉ gọi là con vô đây con kiếm người thân của con thôi à, chứ không phải con vô đây con ăn uống gì trong đây hết, chú thông cảm giùm con nha. Kiếm người thân, người thân mày là ai hả? Đó đi rồi tao kiếm giùm cho. Dạ thì con kiếm thằng bạn con thôi à, tại ngày hôm nay á con có hẹn nó qua đây uống cà phê á, nhưng mà bây giờ con vô con không thấy nó đâu hết trơn á, chắc là nó đi về rồi hay sao á. Trời ơi, mày biết ở trong đây bao nhiêu người không hả thằng nhóc kia? Mày nghĩ sao? Mày kêu mày vô kiếm thằng bạn mày là ai? Ê, đúng là mày thằng nhóc dở hơi. Được rồi, trong đây không có thằng bạn mày rồi đó. Cút đi, không ăn uống, vô đây. Làm vướng bận người ta quá kìa. Dạ, con đi liền chú. À, mấy ông nội này bố láo lắm các bạn. Nhưng mà không sao, mình lấy do hám tình hình rồi. Mấy chết mẹ sao chỗ này vốn được. Mình cũng sắp IQ bằng thằng Seco rồi các bạn ơi. Này, mấy bạn ở trong đó tụi nó tập trung đông lắm, tới 7 8 thằng trong đó lận. Bây giờ tụi mình vô tụi mình chơi được rồi. 7 8 thằng mà đông gì? Tao tưởng tụi nó có tới 500 anh em luôn mà. 7 8 thằng tụi mình vô tấn công bất ngờ tụi nó chết liền. Này Chen, mày đừng có khinh thường tụi nó, đây là địa bàn của tụi nó. Mày tới ngay chỗ căn cứ tụi nó, mày chơi tụi nó mà mày nghĩ sao tụi nó có 7 8 thằng vậy? Hãy cẩn thận, tụi nó còn đông lắm đó, chắc là tụi nó đang đi tuần tra hoặc là đi kiểm soát vòng vòng này thôi. Trời, mày yên tâm, tụi mình đánh núp bất ngờ là hả nó có trở tay không có kịp đâu. Còn anh em vòng vòng đây tụi nó đông hả, tụi nó kéo tới đây tụi mình cố thủ đây là chơi được hết rồi. Đưa ra nào những người anh em. Bây giờ thì tụi mình sẽ cất súng trước để tụi mình gây bất ngờ cho nó các bạn ha, chứ tụi mình cầm súng vô là mình tiêu đời liền. Đây đó, vô nào anh em. Ê, lại là thằng nhóc này nữa hả? Sao nãy tôi đuổi mày đi rồi mà bây giờ mày lại vô đây nữa? Mà mày còn đi chung theo với bạn mày nữa hả? Ha, rồi được rồi, vô ăn uống gì đúng không? Rồi lên ngồi đi, bàn ghế còn nhiều lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thằng nhóc lại đổi ý rồi. Chơi đó anh em. Mày hả? Tụi mày siêu nhân đỏ đội trưởng ở đây hả mày? Này, chơi đó mày hả mày? Mày ấy, tụi mày dám hả qua chi xét tụi tao ngày hôm nay là tụi tao trả thù lại tụi mày, chi xét là tụi mày. Còn những người nào không có liên quan có thể rời khỏi ngay cái quán nước này ngay lập tức. Nhanh lên, tụi tôi không có muốn gọi là hả giết những người dân vô tội, những cái người không liên quan tới vụ việc này các bạn ha. Đây nào mấy ông, mau chạy ra khỏi cái quán này đi, để lên, tại sao còn ngồi trong đây nữa? Đấy, tụi nó mà kéo tới là tụi tôi không có đảm bảo được mạng của hai ông ngồi đó đâu. Này anh em, cẩn thận chuẩn bị nha, chứ tụi nó sắp kéo tới rồi đó. Nhưng mà tụi mình đứng trong đây thì cũng không an toàn lắm, tụi mình hả ra đây đi các bạn, ở đây thì tụi mình dễ phòng thủ hơn. Rồi tụi mình qua chơi những người anh em của nó rồi, hơi căng rồi nha các bạn. Đây đây rồi, đi đây nè. Ok, kìa tụi nó đang kéo vô kìa anh em. Ôi trời, đông quá vậy. Ôi má ơi, trời ơi, một đám luôn kìa anh em, cẩn thận. Kìa, nó kéo vô kìa. Ôi đông quá vậy. Trời ơi, một đống luôn. Ở các bạn nhìn trên bản đồ kìa, đông vãi cứt luôn các bạn. Do cái đầu của Nobita nó bự quá cho nên là mình sẽ bắn cái góc nhìn này nó dễ hơn ha.
Trời, nó kéo vô một đám luôn thôi các bạn ơi. Hồi đây nữa nè. Ở đâu mà đông dữ gì không biết nữa. Ồ, đám nó đứng vậy luôn. Để mình đi đường này mình bọc hậu tụi nó. Ôi ôi, sao mà đông thế. Rồi những người anh em của mình đâu rồi. Ôi hơi là nãy thằng Doraemon nó cứ dùng cái món quả bói đó các bạn ha. Đó chính là cái món quả bói là hả, cho tụi mình một cái áo giáp cực kỳ full giáp luôn. Cho nên là ngày hôm nay tụi mình có thể chơi tụi nó được. Mà tụi nó vẫn rất là đông các bạn ạ. Mày hả mày. Hôm nay tụi mày đụng tới biệt đội của Doraemon, Seika, Seiko là tụi mày tới số rồi. Này quá trời luôn, tổ đông quá trời luôn các bạn. Tụi nó còn chưa vô hết nữa đó. Nhưng mà tụi mình đông mà, tụi mình có 5 thằng nữa mà. Thôi bắn gì mà còn chưa chết nữa kìa. Đây, mình đứng đây mình bắn lén các bạn ơi. Đây, tụi nó đang kéo vô nè. Đây còn mày đông lắm các bạn ơi, đó. Nó đứng gãi gác tùm lum hết á. Đây nè các bạn. Không biết cái này có bắn sập được hay không nữa. Đây, bây giờ nó đang kéo vô lẻ tẻ nè. À tụi nó cũng trâu quá trời luôn các bạn. Kìa đó. Mày đây nè, trời ơi đông kìa, vãi thiệt. Tụi mình kéo ra chơi luôn chứ đứng trong đây là hả, tụi núp đó hoài sao chơi được mày. Bắn tại đồi cho nó luôn, trâu hả mày, cơ động hả mày. Này thì siêu nhân cơ động của tụi tao. Ủa anh em mình bắn rất là khí thế luôn các bạn. Ê sao đứng đây. Đứng đây nè. Ủa những người anh em này của mình bắn cũng rất là khí thế. Thầy nó chào đây nó định hả móc lớp mình các bạn ơi. Mình phòng thủ liền. Này. Đông quá trời luôn. Ở bên đây nữa nè. Rất là trâu các bạn ha, bắn lâu quá mới chết. Chơi đó, mày hả mày. Mình vừa bắn mình vừa di chuyển các bạn ha, để giảm tải sát thương vào trong người của mình. Được rồi, bắn đi anh em. Đứng nhìn không vậy. Ủa đang tập trung nó bắn mình không à. Ở đây nè mày. Rồi còn lại có hai thằng à, quá chơi luôn anh em. Núp rồi mà đứng đây mà núp đây kìa vãi. Mày hả mày, mày nè bắn tao. Rồi để mình đi kiểm tra còn thằng nào không các bạn. Quá trời luôn, một đống luôn á các bạn. Đây là các bạn coi nè, quá trời luôn, đây đúng là địa bàn của nó rồi các bạn. Đây căn cứ của nó ha, nên tụi nó kéo vô quá trời luôn. Đây nhưng mà đa số thì đã bị tụi mình tiêu diệt hết rồi. Máu me không các bạn ơi, Doraemon máu me không.
Nhưng mà hôm nay tụi mình trả thù được là tụi mình vui rồi các bạn ha. Đó, chết quá trời luôn. Rồi ok các bạn, và như vậy thì video clip này của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video clip này của mình. Và nếu như các bạn thích thì hãy nhớ cho một like và subscribe. Và nếu như các bạn có yêu cầu hãy comment ở bên dưới. Và các bạn hãy nhớ like cái fanpage của mình để có thể là tương tác của mình tốt hơn, gửi tin nhắn trong đó cho mình ha. Ok, và mình là Stubby Gaming. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.